Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chơi game này, Ninja IO. Tập này sẽ tới làm ngắn thôi, tới cái súng này, barret lại cuốn súng sniper ấy các bạn. Tôi chọn súng shotgun và ở đây còn có Lancer gun, gun không biết là gì, và tôi sẽ chọn mini gun không ta. AK. Thôi chắc tôi nên chọn súng. Quên nhầm người, hiểu nhầm người. Ok, để làm cái bản chúng ra nha các bạn. Để tao bay lên. Đó, các bạn ơi, nó bị lửa hơi bị ghê. Ủa, flash hả? Chứ không có gì hết đâu. Ok, flash thì cho flash luôn. Một chiếc chết liền. Ủa nó xài súng barret hả? Rồi tớ sẽ xài súng barret luôn thì nha. Ủa không cho, không cho ai hết á. Ừ, tớ sẽ bảo vệ nha. Ồ, cái nồng nào cũng hơi bị bờ nha. Ồ, ai cũng bảo vệ, tớ sẽ chờ Uya. Rồi rồi, để công chuyện rồi. Ai ưa, đó, hết chưa. Ủa chú chơi gì luôn mà hạng 3. 12 con. Phải còn quảng cáo nữa. Chắc không? Không có. Tớ sẽ chơi súng sniper nha các bạn. Còn sau đó gì nữa? Ủa hay nhất là ai? Ồ, level 1. Kill 12, die 1. Bây giờ mình die mấy cái vậy? Nữa nha. Đó, ok, luôn luôn chứ sao không? Sniper và cái kia. Đi nào anh em. Đi bên. Xin. Đó đó đó. Một hit chết liền. Giờ cho tôi hồi máu. Cho tôi hồi máu. Chết đi. Tôi bị còn có một máu à. Bảo vệ đi. Để tới nằm ấn ít nè ít. Trời ơi, súng này cũng lực mạnh lắm nha các bạn. Oh my god, thử coi. Oh my god. Ủa trời, you kill ninja. Trời, bắn đại cũng kill được hả trời. Tiếp nữa nè các bạn ơi. No, no. Đó, đó. Làm sao đánh được anh? Trời. Ngon lắm. Súng ba rẹt tiếp luôn nha. Nó hết chưa ghê mà không ghê được em. No. Mai đi gần nào. Lên các bạn. Giờ tớ phải đi xuống kia à. Các bạn ơi nè, chúng ta là đội đỏ nè.
ai bơ mà chúng ta thua nha các bạn. Tiếp nào. Đi nào anh bạn. Trời. Trời nó chết với cái gì nữa nè. Đợi ta đi đó đô. Win rồi các bạn ơi. Đó, tôi ghét cô quảng cáo mà. Scott, các bạn ơi, ATS, video Úc 100 năm đã có mặt tại Việt Nam. Đăng ký tuyển sinh. Tôi giết được có 4 người à. Chết 7 lần. Ra tu là sao ta không biết. Điểm được có 1 à. Level 1 à. À, level 20 mấy luôn. Thôi, video này cũng là giờ. Thôi, goodbye các bạn nha. Goodbye.